Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin bắt đầu một cái series, một cái loạt bài nói về cái vấn đề này này. Construction verbale avec les prépositions, cấu trúc động từ đi với giới từ. Các anh chị nào đã học qua cái phần này rồi thì thấy nó cũng không có gì khó lắm phải không? Nhưng mà nếu chúng ta chưa học thì chúng ta nên để ý dành cho cái phần này này một cái sự quan tâm đặc biệt, là bởi vì nếu chúng ta học các cái ngữ pháp ở trong bài đầy đủ, chúng ta có một cái khối lượng vocabulary cũng khá đầy đủ. Nhưng mà nếu chúng ta dùng sai cái này thì câu nó không phải câu tiếng Pháp, nhưng mà nếu chúng ta từ ngữ chưa phong phú lắm, rồi văn phạm cũng có thể vấp váp một chút, nhưng mà cái này làm đúng người ta vẫn nể cái gì ạ, bởi vì đó là cái đặc thù của một ngôn ngữ. Cái chị học tiếng Anh thì thấy nó có các cái giới từ khác, tiếng Việt Nam thì ít thôi, và đây là cái đặc thù của ngôn ngữ này. Mà mình làm sai thì người ta nghe nó rất là không 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 có thuận tai. À biến thành đờ, đờ biến thành à, hoặc khi có khi không có cả đờ, không có à, cả cả giới từ à nữa thì không có được. Thì cái số lượng nó không có nhiều. Tôi có một quyển sách để dựa theo đó để tôi soạn này, nó bé như này các anh chị này. S A U D, dùng à hay dùng đờ, trong này có bao nhiêu cái thôi, không có nhiều. Thế nhưng mà chúng ta phải làm sao cho nó thành ra cái phản xạ tự nhiên, cái chuyện phản xạ tự nhiên để cho có thể dùng một cách tự nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta, tôi lấy ví dụ như câu thứ nhất, nếu mà cái này chúng ta không biết, bây giờ đang còn lấp la lấp lửng, mà bây giờ chúng ta phải thay bằng đại từ, bằng pronoun personnel, là chúng ta không biết cái chuyện này, chúng ta chưa có nắm bắt, bây giờ phải thay bằng pronoun nữa thì lại đâm ra hai lần bối rối, nhiều cái câu nó không có nhanh và không có suông được. Vì vậy chúng ta gần như là phải thuộc lòng, thuộc nằm lòng cái này các anh chị. Khi tôi học tiếng Pháp hồi nhỏ, cái này là phải ra gốc cây ngồi học thuộc lòng, không có cách nào hết đó. Thầy giáo cho mấy cái rồi ra gốc cây ngồi, cả lớp ngồi 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 vào trả bài, mãi rồi nó thuộc. Cái công khó nó trở thành một cái hoa trái của mình, thì bây giờ chúng ta cũng phải làm như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không thể học như cái kiểu thời xưa của tôi được. Hồi xưa là tôi học một cách gọi là từ trường đó. Không có sách báo, không có phương tiện gì nhiều, cứ học có một quyển sách cứ học hết các cái chữ của nó. Bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện thì tôi đề nghị các anh chị như thế này. Tôi có một cái file ở nhà khoảng 200 mấy chục, cũng cũng trích từ các cái cuốn sách này thôi. Nhưng mà bây giờ nếu các anh chị muốn thì tôi sẽ gửi file rồi cho, và cho tôi email tôi gửi cho. Thế nhưng mà chúng ta không học từ A cho đến B đến C đến D, học theo tuần tự như vậy thì nó máy móc và rất là buồn. Thì chúng ta học làm sao bây giờ? Thì tôi lại định là trong đầu tôi làm cho các anh chị một cách ngẫu nhiên nhé. Chẳng hạn như là những cái động từ đòi hỏi giới từ à, chúng ta làm một loạt như vậy từ đời, nhưng mà rồi tôi cũng chưa có biết phải soạn làm sao. Thế thì tình cờ cách đây mới hôm qua thôi, tôi soạn cho cái lớp khác, tôi lấy cái bài, tôi tìm một cái chữ ở lớp kia đang học động từ phản thân đó, verb pronominal, tôi tìm cái chữ như thế này, động từ ghê ria là VT, là chữa lành cho một đối tượng bị sơ ghê ria, tự mình khỏe lại. Tức là có một cái một số các cái trường hợp nhiễm Covid ở nước ngoài, đây là báo nước ngoài, thì tự nhiên khỏe do họ cố gắng hỗ trợ bằng thuốc, nhưng mà bản thân mình cũng cố gắng và hết qua khỏi cái cơn nguy của cái con virus coronavirus. Thế thì tôi đọc cái bài đó tôi lại thấy, thưa các anh chị, tôi viết ra đây này khá nhiều trang, và tôi sắp đưa cho các chị lên trên máy này, bởi vì tôi không có máy in nhé, thành ra tôi tạm thời làm như thế này. Mai mốt có máy in tôi sẽ in, tôi làm cho các chị cho nó vuông vắn đẹp hơn. Bây giờ tôi viết ra tay này 5 6 tờ, nhưng mà nếu cái này mà đọc, tôi đọc trên mạng 1 phút, mà 1 phút các anh chị biết không, nó ra 10 cái như này, trong 1 phút đọc nó đã ra 10 cái cấu trúc này. Mà bây giờ mình không nắm bắt cái này thì các anh chị thấy nó khó khăn không, thấy vất vả cho mình không? Thì bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ một công hai ba việc, là một lúc đánh một lúc bắn một cái mũi tên trúng 2 3 con chim nhé. Trong những cái bài như thế này này, các anh chị học thêm được một số từ ngữ, rồi cũng là một cái cách để tập đọc sách luôn. Tập đọc sách là một cái kỹ năng cũng khá cần, nếu mà không ai hướng dẫn thì mình cũng không có thói quen đọc đâu. Mình cũng chiều theo cái kiểu của mình là nghe sướng hơn là đọc. Thế nhưng mà đọc rất là cần, thì tôi giúp cho anh chị kỹ năng đọc nha, có thói quen đọc thôi. Đọc qua đọc lấy thêm một số từ ngữ, và qua các cái bài đó chúng ta phải 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 lấy ra những cái cấu trúc này để chúng ta học ngay. Nếu các chị thấy học mà nó vô 10 cấu trúc này, 11 này, mà nó vào được khoảng 5 6 7 là tốt rồi, bởi vì nó chỉ có trong cái danh sách mà tôi đề nghị chỉ có hơn 200 thôi.
Thì nếu chúng ta học được 5 cái thì học chừng một số bài. Và vừa với xong tôi nói ở lúc đầu đó, tôi sẽ giúp cho anh chị một series các cái bài học về cấu trúc động từ đi với giới từ, nhưng mà không có nghĩa là sau bài này tôi làm bài thứ hai, sau bài thứ hai qua bài thứ ba, thứ tư, thứ năm làm như vậy thì rất là ngán cái chuyện. Cứ ngồi học cái này thì rất là khổ tâm. Thì thỉnh thoảng tôi xen kẽ vào cái chị nhé. Chúng ta vẫn dựa theo cuốn giáo trình của chúng ta, Le Nouveau Taxi quyển 2. Nhưng mà xen kẽ vào đó sau khi xong bài, như hôm nay tôi vừa mới xong cái bài bài số 3 đó, cái chị có 4 phần đó. Xong cái chúng ta nghỉ, chúng ta học thêm cái này. Và tôi có đề nghị như thế này. Học học thuộc lòng thì nó có lẽ sẽ nhớ. Cứ ngồi đọc 10 lần nó sẽ nhớ đấy chị ạ. Rồi đọc những cái câu tôi ví dụ ra thì các anh chị sẽ hiểu ấy. Chứ bây giờ thả ra mình có làm được hay không, đó là chuyện khác. Bỏ ra không có nói gì hết, bây giờ đặt cùng một câu các anh chị có làm được không, đó là một chuyện khác. Có người làm được ngay, có người chưa có thói quen, nó cứ mơ hồ không biết à hay đờ. Do đó tôi có được một đề nghị thế này. Và tôi đề nghị cái này thì cũng là một cái mạo hiểm đối với tôi đó. Các anh chị thấy cái khung này không? Lần đầu tiên nhé, đây là một cái bài trên YouTube mà tôi làm như là một cái lớp thôi. Bởi vì tới hôm nay thì đăng ký cho A2 cũng khoảng 290 hơn rồi, sắp sửa tới 300. Nhưng mà thực tế học bài của tôi khoảng 50 à. Tôi ý, bài nào cũng khoảng 50 người học. Những người kia có lẽ không biết vì lý do gì tôi không có biết. Thì coi như là một cái lớp 50 người thì hơn cái lớp của tôi một tí, lớp tôi khoảng 30, hơn 30, giờ 50 thì cũng được. Thì tôi đề nghị các anh chị thế này này, các anh chị đặt câu cho tôi đi, gửi về cho tôi. Cái gì mà khó quá, không phải khó nhưng mà cái gì gấp gáp quá, các anh chị mà thấy ngắn ngủi á, muốn hỏi cho anh giải quyết nhanh, các anh chị gọi Zalo cho tôi nhé, tôi lên trên bảng đây. Rồi cái nào mà không gấp lắm, các anh chị có thể thư thả được mà có một cái câu hỏi á, hãy đặt một câu gì đó, các anh chị gửi email cho tôi. Tôi có cái Gmail, tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là Gmail đó, là tiếng Việt mà gọi email. Nhưng mà bây giờ khi làm YouTube họ họ đổi tên của tôi mất rồi. Cái tên của tôi trở thành cái tên của kênh đó. Thì bây giờ tôi làm một cái kênh, một cái email bằng Yahoo, cái này cũ lắm rồi, để dùng cho các học viên. Các anh chị gửi về đây, rồi tôi sẽ sửa, cố gắng sửa. Anh chị bây giờ tương đối cũng rảnh, tôi cũng tương đối rảnh, thì giúp cho các anh chị. Như vậy thì đã mất công giúp cho như thế này rồi, đã mất công soạn bài rồi, mà bây giờ các anh chị lại cũng không có chủ động làm được câu, thì nó cũng chưa đạt cái kết quả mình mong muốn. Thôi bây giờ mất công thêm một chút nữa đi, làm thêm chút xíu nữa thì may ra giúp cho anh chị đi được tới một số cái mình đi làm chủ được. Tôi cũng xin thưa các anh chị nhé, khi anh chị làm chủ được cái trang, cái file mà 200 mấy chục này đó, các anh chị không có sợ, không sợ đặt câu nữa đâu. Mình kiếm từ, mình học từ thêm cái này cái kia, không có sợ nữa. Bởi vì ngữ pháp mình có rồi, bây giờ cái này mình cũng có, pronoun mình đang củng cố lại thêm, cứ xào xáo đi, có chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi mình lo mình đặt câu theo các cái đòi hỏi của các cái kỳ thi, các anh chị thi A2 hay B1 đó. B1 cũng phải dùng, B1 thì nó có một cái chương khác quan trọng hơn nữa, tôi không trình bày ở đây. Thưa các anh chị như vậy nhé. Để cái bài này tôi sẽ đọc nó khoảng, tôi lên máy tôi đọc, tôi giải thích cho anh chị. Anh chị nào hiểu rồi thì cũng coi qua cho biết. Anh chị nào chưa học, bởi vì tôi làm sẽ rất từ từ cho anh chị coi nha. Nhưng mà nếu chậm quá thì đọc tiếng Pháp mà chậm quá thì nó không có ra, mà nhanh quá thì cũng không tốt. Tôi đọc một tốc độ trung bình các chị nhé, trung bình, chứ đọc chậm quá thì nó như A1 ấy. Đọc chậm quá cũng rất là khổ. Thế thì tôi đọc qua, tôi giải thích cho anh chị. Sau đó ngưng lại cái bài đó, chúng ta học cái này. Mỗi cái cấu trúc này tôi sẽ cho các anh chị một số câu, và những cái câu này có câu tôi lấy ở trên mạng, có câu tôi nghĩ ra, nhưng mà làm gì thì làm kiểu này kiểu kia cũng đi vào những cái thực tế cho các anh chị cần có thể dùng được, có thể dùng được, chứ không phải nói trên trời có những cái nó xa xôi quá thì cũng không có ích lợi trước mắt cho anh chị nhé. Và sau đó thì có lẽ tôi đề nghị các anh chị, nếu các anh chị suy nghĩ có thể đề xuất với tôi có thể làm bài tập. Tôi nói vừa xong đó, anh chị nào có những câu gì viết cho tôi theo những cấu trúc này gửi cho tôi. Nhưng bây giờ muốn làm cái bài tập chung cả lớp, anh chị không muốn học làm vậy cũng hơi, tôi không chưa biết phải làm sao. Thì tôi gửi các cái lớp mà tôi phụ trách đó, bao giờ cũng có làm bài tập hết kiểu này anh chị này, một câu hai câu, một câu hai câu. Và mới đầu thì nó cũng không có quen đâu, về sau có nhiều bạn sinh viên nói đâm ra ghiền, tôi mà quên thầy ơi hôm nay quên đặt câu, và cuối năm được một quyển vở, đặt được một quyển vở, cứ mỗi ngày 3 4 câu, cuối năm đạt được một cái kết quả như thế nào đó, rồi còn hơn là không có. Thì các anh chị suy nghĩ, nếu các anh chị muốn làm bài tập, tôi làm hẳn một cái bài, một cái video về bài tập, chưa biết làm như thế nào để cho nó sinh động, cho nó hay,
À, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng làm cho anh chị riêng về cái này thôi nhé. Là bởi vì A2 các anh chị ạ, nếu mà giúp cho anh chị thi A2 đó, thì phải làm từ 60 chữ, xin lỗi. Đúng là 60 chữ cho tới 80 chữ. Bài ít cũng phải 50 từ. Đấy, bây giờ đặt câu thì một câu chừng mười mấy từ cũng chưa là gì là nhiều, nhưng mà có còn hơn không. À, bây giờ mời các anh chị coi cái bài này và tôi cũng giới thiệu luôn cái bài này nội dung là như thế này. Tôi tình cờ tôi đọc thôi và cái bài này cũng cũng hơi không còn tính thời sự nữa. Tháng 4 năm 2020, tức là khi mà dịch Covid nó mới bùng nổ ở bên châu Âu á, thì có một cái cô kia, cô từ bên Anh, cô đi qua bên España, qua Tây Ban Nha thăm bạn trai của mình, qua nơi tự nhiên rồi trong có mấy ngày thôi tự nhiên thấy sốt, thấy mệt, thấy khó thở, thế là cô bị Covid đó. Thì cô được chữa trị ở bên España, Tây Ban Nha. Thì sau khi chữa trị thì cô, trong khi chữa trị cô nói cô cảm thế này thế kia, uống thuốc này thuốc nọ. Sau khi hết thì làm sao đó, đó là một số các cái cô nói này. Rồi cái người thứ hai, chứng nhân thứ hai là một bác tài xế xe buýt ở bên nước Bahrain, ở bên nước Trung Á đó, thì cũng bị và sau đó cũng được khỏi. Và còn ba người nữa thì tôi không có đưa được bởi vì nó dài quá, mới làm có hai người mà nó ra như thế này rồi, làm hết 5 người thì nó ra nó quá tải. À, đó là như vậy các anh chị nhé. Các anh chị coi một số các cái từ ngữ, các một số các cái kiến thức về Covid, chữa bệnh Covid. Và quan trọng là cái này. Đề tựa của trang mạng này là Guérison du coronavirus, 5 personnes qui ont vaincu le Covid-19. Sự chữa lành cái bệnh của do cái con virus này gây ra, 5 người đã chiến thắng Covid-19. Tôi trích từ cái trang của bbc.com ngày 17 tháng 4 năm 2020, cũng khá lâu rồi. La pandémie de coronavirus peut sembler incontrôlable. Contrôler là kiểm soát. Incontrôlable, không thể kiểm soát được. Cái đại dịch coronavirus dường như không thể kiểm soát được. Elle a infecté plus de 4 millions de personnes. Nó đã làm nhiễm cho 4 triệu người vào cái thời điểm này các chị. Et on a tué plus de 277.000 và đã giết chết hơn 277.000 người. Pourtant, tuy nhiên, plus de 1.300.000 personnes ayant été testées positives au Covid-19 se sont rétablies. Tuy nhiên, hơn 1.300.000 người đã được xét nghiệm là dương tính với COVID. Các anh chị nhớ cái thành ngữ này, test T posit, đây là feminine bởi vì đi viết chữ này này. Còn nếu chúng ta, nếu mà ai là phái nam đó, test positive, phái nữ là test positive O với COVID-19. Se sont rétablis, động từ se rétablir là đã hồi phục. Ainsi que d'innombrables autres qui n'ont jamais été testés, cũng giống như là hằng hằng hà bao nhiêu những cái con người khác chưa từng được làm xét nghiệm. Combattre un virus mortel est une épreuve terrifiante. Chiến đấu với một con virus mà gây chết người đó là một cái thử thách kinh khủng. Terrifier, động từ terrifier nó làm cho mình kinh hoàng. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Nhưng mà không chỉ, il n'y a pas que des, không phải là chỉ, không phải nhé, chỉ có những cái tin tức xấu mà thôi. Ici, cinq survivants du coronavirus partagent leur expérience de la maladie et de leur processus de guérison. Ở đây có 5 người sống sót, survive và sống còn qua một cái nạn. Chẳng hạn như chìm tàu mà sống sót, bị động đất mà vẫn sống sót, survivant. 5 người sống sót từ cái dịch này chia sẻ cái kinh nghiệm của họ về cơn bệnh và về cái tiến trình chữa lành của họ, processus de guérison của họ. Người thứ nhất là cô Niharika Mahanthru, không biết là dân tộc gì, người quốc tịch gì nhưng mà sống ở bên Anh. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir respirer, affirme Niharika Mahanthru. Cái cô này này, cô khẳng định là tôi thực sự là tôi rất biết ơn vì đã có thể thở được. Biết ơn ai? Có lẽ là y bác sĩ, những người giúp đỡ. Để chúng ta có cái cấu trúc đầu tiên: être reconnaissant à quelqu'un de quelque chose hoặc là de faire quelque chose. Đây là trường hợp thứ hai, de pouvoir.
Elle a quitté le Royaume-Uni et s'est rendue en Espagne pour un voyage d'une semaine afin de voir son petit ami. Cô ta đã rời nước Vương quốc Anh để đi sang Tây Ban Nha với một cái chuyến đi một tuần để gặp người bạn trai của mình, petit ami. Quelques jours après son arrivée, elle a commencé à présenter des symptômes comme des maux de tête, de la fièvre et des douleurs corporelles. Chỉ vài ngày sau khi cô ta tới nơi, cô ta đã bắt đầu có cái biểu hiện là những cái triệu chứng giống như là nhức đầu, hoặc là sốt, hoặc là đau đớn toàn thân. Commencer à, cấu trúc thứ hai, commencer à faire quelque chose. Rapidement, elle a commencé à tousser, à se sentir très fatiguée, à avoir des difficultés à respirer et à perdre l'odorat et le goût. Và nhanh chóng cô ta đã bắt đầu commencer à, bắt đầu ho, bắt đầu cảm thấy rất mệt, bắt đầu có những khó khăn về việc thở và bắt đầu mất cái khứu giác và cái vị giác. Như vậy là bốn chữ A này nó nằm ở đây nha các chị này, commencer à. Elle s'est rendue à l'hôpital de Barcelone où une radiographie a révélé. Cô ta đã đi tới bệnh viện của thành phố Barcelone, ở đó cô ta có một cái phim chụp đã cho thấy rằng cô ta qu'elle avait une pneumonie et du liquide dans les poumons, và cô ta đã bị bệnh sưng phổi và có chất lỏng ở trong hai lá phổi. Les poumons, con người luôn luôn có hai lá phổi trừ khi bị bệnh cắt đi nhé. La femme de 28 ans qui n'avait aucun problème de santé sous-jacent a été admise aux urgences. Cái người phụ nữ 28 tuổi này, mà cái người này trước đó không hề có một cái biểu hiện, một cái vấn đề sức khỏe nào, bệnh nền, cái sous-jacent, bệnh lý nền đó, và đã được nhận vào cấp cứu, être admis à, được nhận vào ở đó, où on lui a administré une perfusion des antibiotiques, ở đó, ở cái khu urgence là khu khẩn cấp, cứu cấp, người ta đã administrer là cho, thưa anh chị ạ, administrer un remède à malade, tức là cho ai một cái phương thuốc, ban cho, đưa cho. Administrer nó có một nghĩa đầu tiên là điều hành quản lý, do đó chúng ta có chữ l'administration là cái ngành hành chánh á. Ở đây không có phải chuyện đó, ở đây là cho thôi. Xin lỗi, administrer cho. Perfusion là tiêm vào trong máu, tiêm thuốc vào trong máu và những cái kháng sinh. C'était vraiment grave, lúc đó thật là nguy hiểm, nguy cơ. Et j'avais du mal à respirer, và tôi rất là khó thở. Avoir du mal à faire quelque chose, thở một cách khó khăn, gặp khó khăn trong cái việc thở, khác với avoir mal à, đau ở chỗ nào. J'avais l'impression que ma gorge se refermait. Tôi đã có cảm giác là cái cổ họng của tôi đóng lại, đóng 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 chặt lại. Ce sentiment était terrifiant, và cái cảm tưởng này thực là kinh hoàng. Racon Niharika, cô này đã kể như vậy. Mais en raison du manque de personnel et de capacité de l'hôpital, on lui a fait passer un test de COVID-19. Nhưng do bởi en raison de, do bởi thiếu, en raison du manque, do bởi thiếu nhân viên personnel và do bởi thiếu cái khả năng của bệnh viện, ông lui a fait passer un test de COVID-19, người ta đã cho cô ta trải qua, tức là bị được xét nghiệm COVID-19 et de médicaments, và cho thuốc nữa. Et on lui a dit à quelqu'un de faire quelque chose. Tôi quên ghi cái này ra các chị, đây là một cấu trúc rất quan trọng à. Và đã nói cô ta đi về nhà. Ở à đây này các chị này, đi à quelqu'un de faire quelque chose. Tôi quên làm các cái ví dụ cho các anh chị. Le lendemain, ngày hôm sau, les médecins ont confirmé qu'elle avait été testée positive au coronavirus. Ngày hôm sau thì các bác sĩ đã khẳng định rằng cô ta đã avait été, là plus que parfait, trước đó đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus. Après mon diagnostic, on m'a prescrit du paracétamol, de l'hydroxychloroquine et des antibiotiques appelés azithromycine que je devais prendre pendant 5 jours. Sau khi chẩn đoán thì người ta đã ghi cho tôi prescrire quelque chose à quelqu'un. Đây là thường thường là của y bác sĩ ghi
ghi toa thuốc cho mình đó, ghi cho tôi cái paracetamol và cái chất quinin, chất để chống stress đó, và các cái chất kháng sinh được gọi là azithromycin mà tôi phải dùng trong suốt 5 ngày trời. La fièvre a été le premier symptôme à disparaître. Sốt là cái triệu chứng đầu tiên biến mất. Cô ta bị mấy triệu chứng ấy. Sốt, đau toàn thân rồi khó thở vì uống cái thuốc vào đầu tiên là hết sốt. J'ai donc arrêté de prendre le paracetamol plus tôt. Như vậy, do đó tôi đã ngưng dùng uống cái thuốc paracetamol sớm hơn. Arrêté de faire quelque chose. Cela a définitivement fait baisser la fièvre. Và cái điều này đã dứt khoát làm cho cái cơn sốt của tôi được hạ nhiệt. Les antibiotiques étaient destinés à ma pneumonie et au liquide dans mes poumons. Còn cái chất kháng sinh bác sĩ ghi là để nhằm chữa cái bệnh sưng phổi và cái chất lỏng có trong các cái lá phổi của tôi. Je ne sais pas s'ils ont fonctionné. Tôi không biết là các cái thuốc này nó có hoạt động tốt không. K bởi vì je n'ai pas eu d'autres radiographies, bởi vì sau cái lần chụp phim lần đầu thì tôi không còn cái lần chụp phim nào khác. Mais je peux maintenant respirer profondément, ce qui est un bon indicateur. Và bây giờ, nhưng mà bây giờ tôi đã có thể thở sâu. Và cái điều này này, ce qui est, và cái điều này là cái chọn, là ngả cả cái ý này. Và cái điều này là một cái chỉ số tốt, indicator. Les médecins m'ont expliqué que l'hydroxychloroquine est un médicament antipaludéen utilisé à titre expérimental pour les patients atteints du COVID-19. Các bác sĩ đã giải thích cho tôi rằng cái chất quinine này là một cái thuốc để trị bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét là paludisme, antipaludéen là adjective chống lại cái bệnh sốt rét, được sử dụng thử nghiệm à titre experimental với cái tính cách thử nghiệm cho những cái bệnh nhân bị bệnh COVID-19. Je crois qu'il est censé combattre le virus, mais je ne sais pas si il a fonctionné. Tôi nghĩ là nó đã được dùng để mà chiến đấu chống lại con virus, nhưng tôi không biết là nó có hoạt động tốt hay không. Ou si c'est une combinaison de tout et de repos, hoặc là đây là một cái sự tổng hợp của tất cả mọi chuyện cùng với sự nghỉ ngơi. Son organisme a répondu au traitement. Cái cơ chế của cô ta đã đáp ứng lại cái cách điều trị. Répond à, trả lời, cái nghĩa đầu tiên ở đây là đáp ứng với cái sự điều trị. Et elle se rétablit chez elle à Londres. Và khi trở về Londres, thủ đô nước Anh, thì cô ta đã bình phục. Elle s'inquiète à présent, hiện nay, à présent là hiện nay, elle s'inquiète des pauvres gens qui doivent payer pour un traitement. Bây giờ cô ta, các anh chị thấy divider này s'inquiète nhé, nhưng mà nó có cái giới từ ở đây, coi chừng mình bị lẫn lộn này, nó không phải là à, nó là đờ. Cô ta lo lắng cho những cái người nghèo phải trả tiền để được điều trị, ou même un test, hoặc để trả tiền cho một cái xét nghiệm. Niharika veut que tout le monde, surtout les jeunes, respecte les conseils de santé. Cô Niharika muốn rằng tất cả mọi người, nhất là giới trẻ, phải tuân thủ các cái lời khuyên về y tế. Đây là suy tiếp anh chị nhé. Bởi vì đây là động từ vu loa này. Vơ cờ, vu loa cờ, muốn rằng. Đi tới đây, tới đây, đây là phải suy tiếp. Je pense que ce que certains jeunes ne comprennent pas, c'est que le médecin devront choisir qui vit et qui meurt. Câu này rất là đau lòng ạ. Tôi nghĩ rằng cái mà một số người trẻ không biết được đó là các bác sĩ phải chọn lựa để cho ai sống và để cho ai chết. Họ không có đủ khả năng. Et cela pourrait être votre mère. Và điều này rất có thể xảy ra cho mẹ của bạn. Nhân vật thứ hai là Gafa Mahun, là một tài xế xe buýt 26 tuổi. Gafa Mahun, ce chauffeur de bus de 26 ans, a été la première personne à recevoir un traitement pour le COVID-19 à Bahrain. Đây là người đầu tiên được nhận cái sự điều trị chống lại cái bệnh COVID-19 ở nước Bahrain. Avec toutes sortes de maladies, votre volonté est la clé de la survie. Câu này rất hay các anh chị này. Cái anh ấy nói này. Đối với tất cả mọi loại bệnh, thì cái ý chí của bạn là chìa khóa của sự sống còn. Có ý chí là sống. Tant que vous avez le moral, bao lâu mà, tant que,
Bao lâu mà bạn vẫn còn cái tinh thần cao á, avoir le moral, vous vaincrez n'importe quelle maladie, bạn có thể chiến thắng bất cứ cơn bệnh nào. Je ne me suis pas beaucoup inquiété, tôi đã không quá lo lắng, et même l'équipe médicale a été surpris de me voir très joyeux. Và ông ta thêm rằng ngay cả cái ekip của y bác sĩ cũng đã rất ngạc nhiên vì thấy tôi rất là vui tươi, sung sướng, vui tươi. Être surpris de, đi với infinitive, in s'est récemment rendu dans la ville iranienne de Mashhad et est rentré à Bahreïn via Dubaï avec sa femme qui n'a pas été infectée. Ông ta vừa mới đi tới thành phố của Iran, tên là thành phố Mashhad, và đã quay trở lại Bahreïn ngang qua ngã via, ngang qua ngã Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, với vợ ông ta, và cô vợ cũng đã không bị nhiễm. Il soupçonne qu'il a pu contracter le virus dans notre passager qui toussait beaucoup dans l'avion. Ông ta nghi rằng, soupçonne, nghi ngờ rằng ông ta đã tiếp xúc với cái con, đã bị nhiễm cái con virus này do bởi the, đây là the, là from trong tiếng Anh, từ một hành khách khác. Và cái ông hành khách này ở trên máy bay đã ho rất là nhiều. Au début, j'ai fait l'objet de diffamation parce que j'étais le premier cas à Bahreïn, dit-il. Ông ta nói rằng hồi thoạt tiên thì ông ta đã là cái objet, là cái đối tượng thóa mạ, bởi vì ông ta là người đầu tiên, cái ca đầu tiên ở nước Bahrain. Au fur et à mesure que la pandémie s'est aggravée, de nombreuses personnes dans le pays ont compris son malheur. Và dần dần với cái việc mà phát triển tăng nặng lên của cái đại dịch này thì rất nhiều người trong xứ sở này đã hiểu về cái nỗi khổ của ông ta. On a conseillé à Rafa de rester seul chez lui pendant 4 semaines. Người ta đã khuyên Rafa ở lại trong nhà trong vòng 4 tuần. Conseiller à quelqu'un de faire quelque chose. Conseiller à Rafa de rester. Je n'ai pas vu mes enfants depuis environ 2 mois, dit-il. Tôi đã 4 tháng rồi, tôi không gặp con cái tôi. Rafa dit qu'il est vraiment complètement guéri. Ông ta nói rằng ông ta đã hoàn toàn được khỏi bởi COVID-19 et qu'il attend avec impatience de revoir ses enfants. Và bây giờ ông ta chờ một cách sốt ruột được gặp lại các con cái của ông ta. Attendre de faire quelque chose. Cấu trúc thứ nhất là être reconnaissant à quelqu'un de quelque chose, mang ơn ai, biết ơn ai, biết ơn ai đây này. Sou y này, về cái chuyện gì? Biết ơn ai về cái động từ. Je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Tôi rất biết ơn ông về cái sự giúp đỡ của ông, của bạn. Je vous suis très reconnaissant pour votre aimable invitation. Tôi rất biết ơn bạn về cái lời mời dễ, tốt đẹp của bạn. Je vous suis très reconnaissant pour le travail que vous avez réalisé. Tôi rất biết ơn bạn vì cái công việc mà bạn đã thực hiện. Pour les sacrifices que vous avez consentis, về những hy sinh mà bạn đã cũng là thực hiện luôn đó, đã bằng lòng làm. Pour l'accueil chaleureux, vì cái sự đón tiếp nồng hậu. De votre soutien, vì cái sự nâng đỡ của bạn. Đó là danh từ các anh chị nhé. Và danh từ đấy chúng ta thấy đi với buộc, 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 buộc. Nhưng mà trong cấu trúc người ta để là đờ cũng được, đờ hay buộc. Có thể đờ, có thể buộc. Ở trong cái bài báo này người ta dùng buộc. Đi với động từ. Je vous suis très reconnaissant d'avoir soutenu notre projet. Tôi rất biết ơn bạn vì đã nâng đỡ, đã hỗ trợ dự án của chúng tôi. Je vous suis très reconnaissant d'être venu. Venu có thể là số ít, có thể là số nhiều, có thể là féminin. Tôi rất biết ơn các bạn vì đã tới đây. Cấu trúc thứ hai, commencer à faire quelque chose. Bắt đầu làm cái gì? Thưa các anh chị, đây có thể là commencer à, có thể commencer de cũng được. Tôi quen dùng à. Je commençais à travailler à 18 ans. Tôi bắt đầu làm việc, lao động vào năm 18 tuổi. Je commençais à apprendre mandarin à Taiwan. Tôi đã bắt đầu học tiếng quan thoại ở Đài Loan. Je commençais à avoir mal au dos. Je commençais à avoir mal au genou. Đây là thường thường những người cao tuổi này. Tôi đã bắt đầu đau lưng, đau đầu gối. Il a commencé à pleuvoir. Ông trời đã bắt đầu mưa. Đây là vấn đề thời sự của Việt Nam, của Sài Gòn trong mấy ngày vừa qua này.
Tôi thấy con số này nó phòng trừng thì tôi không biết con số chính xác. 2.000 bộ đội đã bắt đầu triển khai ở trong thành phố. 2.000 soldats ont commencé à se déployer dans la ville. Cấu trúc động từ thứ ba và thứ tư thường thường dùng ở trong bệnh viện. Admettre quelque chose à quelqu'un, nó mang một nghĩa khác, nhưng mà đây être admis à, được nhận vào. Cái này đưa cho ai, đặt cho ai, áp đặt cho ai, cái gì cho ai. Còn đây là được nhận vào, être admis à. Être admis à un club, được nhận vào trong một cái câu lạc bộ. À l'université, được nhận vào đại học. À un examen, được nhận vào một cái kỳ thi. À l'hôpital, được nhập viện. Être admis à l'hôpital, được phép nhập viện. Administrer quelque chose à quelqu'un, cái này có nghĩa là cho thôi, ban cho. Administrer un vaccin préventif, cho trích ngừa để phòng ngừa, trích vaccin để phòng ngừa. Administrer des doses de vitamine, cho những cái liều lượng về vitamin. Cái người này chắc là thiếu vitamin trầm trọng. Administrer des antibiotiques, cho thuốc kháng sinh. Administrer les premiers soins. Soin là danh từ của động từ soigner, là chăm sóc. Premier là đầu tiên. Les premiers soins là sơ cứu. Avoir du mal à faire quelque chose, khác với avoir mal à. Avoir mal à, chúng ta học ở chương trình A1 cấp 1 đó, là có cái cơn đau ở cái chỗ nào, tức là mình đau. Avoir mal à la tête, nhức đầu. Và bây giờ avoir du mal à faire quelque chose, làm cái việc này, gặp một số trở ngại khó khăn. Chẳng hạn, j'ai du mal, avoir du mal, j'ai du mal à prononcer la lettre R. Tôi gặp khó khăn khi mà phát âm cái ký tự R. J'ai du mal à avaler, nuốt, à respirer, thở, à digérer, tiêu hóa. Có lẽ cái này của bệnh COVID này. Nuốt khó, rồi thở khó, tiêu hóa, digérer là tiêu hóa. J'ai du mal à suivre les leçons, tôi theo các cái bài học không kịp, khó khăn quá. J'ai du mal à conduire la nuit, tôi mà lái xe ban đêm, chạy xe ban đêm thì rất là khó khăn. J'ai du mal à dire ce que je ressens, ressens, tôi khó khăn khi mà phải nói ra những điều gì mà tôi cảm nghiệm. J'ai du mal à dire non, tôi rất khó khăn khi phải nói lời, phải nói không. J'ai du mal à me lever le matin, tôi rất khó khăn khi mà buổi sáng phải thức dậy. Arrêtez de faire quelque chose, ngưng làm cái gì. Il a arrêté de fumer 2 jours au lendemain. 2 jours au lendemain. Nguyên cái cụm từ này, các anh chị này, cái location này là ngày 1, ngày 2. Mới hôm nay làm, ngày hôm sau xong. Ông ta đã ngưng hút thuốc trong ngày 1, ngày 2. Không có mất nhiều thời gian. 2 jours au lendemain. Đây là cái câu này tôi đưa nhầm lẫn vào đây bởi vì nó không có cái giấy tờ đờ này. Arrêter une relation qui ne mène à rien, ngừng một cái mối quan hệ mà mối quan hệ này chẳng đưa tới đâu cả, vô bổ. Thì chúng ta có thể dùng arrêter de continuer une relation qui ne mène à rien, ngừng tiếp tục cái mối quan hệ chẳng đưa tới cái chỗ nào hết. Arrêter de dépenser inutilement, ngừng tiêu tiền một cách vô bổ, vô ích. Đây là những câu nói trực tiếp này. Arrêtez de faire des bêtises, arrêtez de dire n'importe quoi. Thường thường là mình la mắng của trách của cái người bề dưới, em, cháu mình. Đừng có làm những chuyện tầm bậy tầm bạ nữa. Arrêtez de faire des bêtises, arrêtez de dire n'importe quoi. Ngừng nói lung tung, dire n'importe quoi. Arrêtez de lui envoyer des SMS, ngừng gửi tin nhắn cho cái người này, tức là mình dặn em mình, con mình, cháu mình đừng có nhắn tin nữa. SMS là tiếng Anh các chị ạ, mà người Pháp họ dùng SMS, short message service, short message service, tin nhắn. Số 7, répondre à quelque chose, nghĩa đầu tiên là trả lời. Ở đây trong cái bài này là đáp ứng, répondre aux attentes, đáp ứng những kỳ vọng. Động từ attendre là chờ đợi. Répondre aux, à, aller aux attentes, répondre aux besoins, đáp ứng những nhu cầu. Tôi hy vọng là đã trả lời các câu hỏi của bạn. J'espère avoir répondu à vos questions. Xin lỗi, cái cấu trúc số 8. S'inquiéter de quelque chose, lo lắng về cái gì.
s'inquiéter de la montée du cyber-espionnage. Espionnage là do thám trên mạng. Rất lo âu về cái sự montée là đi lên, cái sự phát triển của cái tệ nạn là do thám trên mạng. Anh này anh không lo lắng về cái gì cả. Il ne s'inquiète de rien. Tôi lo lắng vì không nhận được tin của người ấy. Je m'inquiète de ne pas avoir de ces nouvelles. Đây là động từ, đây là danh từ, đây là đại từ. Câu trúc số 9, être surpris de quelque chose hoặc là être surpris de faire quelque chose. Surpris là participe passé của động từ surprendre. Ở đây có nghĩa là ngạc nhiên đó. Ngạc nhiên về cái gì hoặc là ngạc nhiên về một cái hành động gì. Je suis surpris de votre email. Nhận được mail của bạn, tôi ngạc nhiên quá, lâu quá không có gặp, không có nhận. Je suis surpris de ce résultat, de cet échec. Tôi rất ngạc nhiên về cái kết quả này, về cái sự thất bại này. Bây giờ tới động từ je suis surpris d'apprendre qu'il est infecté par le COVID-19. Tôi rất ngạc nhiên khi hay tin rằng apprendre que, hay tin rằng người ấy đã bị nhiễm COVID-19. Je suis surpris de ne pas avoir reçu la réponse. Tôi rất ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời, sự hồi đáp của họ. Je suis surpris qu'il soit infecté. Tôi rất ngạc nhiên vì họ đã bị nhiễm. Câu này, cái câu này là một, có ý giống nhau, nội dung giống nhau, nhưng mà dùng thẳng với surpris thì chúng ta phải để động từ ở subjonctif. Cái động từ surpris này này đòi hỏi phải đi subjonctif. Trong khi ở đây là không cần, bởi vì in là này đi với động từ apprendre. Cấu trúc thứ 10, conseiller à quelqu'un de faire quelque chose, khuyên ai làm gì. Chúng ta thấy ở tiếng Việt mình không có a này, không có the luôn. Khuyên ai làm gì? Conseiller à quelqu'un de faire quelque chose. Tôi đã khuyên anh ấy nhiều lần là phải thử cái vận may, phải thử cái vận may của mình. Je lui ai conseillé de nombreuses fois de tenter la chance. Trong câu này chúng ta thấy có hai giới từ đờ nhé. Thì ở đây giới từ này này, ở trong cái cấu trúc này, nó là đây ạ. Conseiller quelqu'un de faire quelque chose. Còn cái này nó là đề đó các chị. Thực chất nó là đề, mà bởi đứng trước adjective thì nó biến thành de. Tôi đã khuyên anh ấy tránh xa những cái con người xấu. Je lui ai conseillé de s'éloigner des mauvaises personnes. Bây giờ ba cái câu này các anh chị ý có một cái chút các cái sắc thái mà chúng ta cần nhớ nhé. Tôi khuyên bạn nhé, tôi khuyên bạn, tôi khuyên bạn, tôi khuyên bạn đi gặp một bác sĩ chuyên khoa. Je vous conseille d'aller voir un spécialiste. Đi nhé, bây giờ khuyên đừng nữa này. Tôi khuyên bạn đừng hút thuốc nữa này. Je vous conseille de ne plus fumer. Có thể là negation. Rồi bây giờ này, động từ pronominal. Tôi khuyên bạn hãy ghi danh vào cái câu lạc bộ yoga này. Je vous conseille de vous inscrire à ce club de yoga. Tại sao có vous ở đây ạ? Bởi vì đây là động từ phản thân, verb s'inscrire. Và s'inscrire này, cái pronom personnel này phải đi với cái đường trước. Je vous conseille thì de vous. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Và tôi có một ý kiến như này, có lẽ lần sau phải rút kinh nghiệm lại. Cái lần thử nghiệm này nó hơi dài, có lẽ lần sau chúng ta làm chừng 2-3 cấu trúc thôi, để cho các anh chị có thể nắm bắt, có thể nhớ. Mà làm 10 cái thì hơi nhiều. Tôi xin lỗi và xin chào tất cả mọi người.